Phẩm thứ nhất, phẩm từ. Nói về nghĩa: như thị ngã văn, nhất thời, vân vân. Kinh: như vậy tôi nghe, một thời. Luận: hỏi, vì sao tất cả các kinh Phật đều mở đầu bằng hai chữ như vậy? Đáp: Phật Pháp mênh mông như biển cả, phải có tính tâm mới vào được biển Phật Pháp. Có tính tâm mới sanh tính lực, giúp hành giả vượt qua mọi khó khăn thử thách, tinh tấn tu học, thẳng tiến trên đường hành đạo. Như vậy, đặt ở ngay đầu mỗi quyển kinh, khẳng định lòng tin sâu dày của các bậc kiết tập kinh điển đối với lời Phật dạy. Người có tính tâm thanh tịnh mới vào được biển Phật Pháp, người không có tính tâm thì chẳng sao được như vậy. Ví như da trâu đã được thuộc rồi, trở nên mềm mại, dễ uốn nắn. Cũng như vậy, hành giả nếu được trang bị tính tâm thanh tịnh sẽ vận hành Pháp Phật một cách mềm mại, nhu nhuyễn. Phật dạy: ví như người có đầy đủ hai tay, nếu vào được trong núi báo sẽ tha hồ lượm nhặt các vật báo. Còn người mất cả hai tay thì dù có vào được cũng chẳng lượm nhặt được gì cả. Cũng như vậy, hành giả có tính tâm thanh tịnh, nếu vào được trong núi báo Phật Pháp sẽ được tự tại thọ lãnh vô lậu căn, vô lậu lực, thiền định, trí huệ, vân vân. Người không có tính tâm chẳng bao giờ được như vậy. Trên đây, Phật mật ý dạy rằng người có tính căn mới vào được trong biển Phật Pháp mênh mông của Như Lai, xứng đáng được gọi là Sa Môn, mà không uổng công cạo đầu nhuộm y vậy. Trái lại, người không có tính căn thì dù có cạo đầu nhuộm y cũng chẳng sao vào được biển Phật Pháp. Chỉ ví như cây khô, chẳng sao có thể đâm chồi, nảy lọc, đơm qua kết quả được vậy. Lại nữa, Phật Pháp thầm thâm, di diệu, nếu không có tính căn, tính lực thì chẳng có thể mong thấu rõ được. Khi Phạm Thiên Dương thỉnh Phật chuyển Pháp Luân, có bài kệ để bạch Phật rằng: chúng sanh cõi diêm phù, hành nhiều pháp bất thiện, xin mở lối cam lộ, chỉ bày đạo thanh tịnh. Phật dùng kệ đáp lại rằng: pháp ta rất khó được, nếu chẳng đoạn kiết sử, còn đắm chấp ba cõi, chẳng sao thấu rõ được. Lúc bấy giờ Phạm Thiên Dương bạch Phật: bạch Thế Tôn, căn trí của chúng con trong thế gian có ba hạng: thượng, trung và hạ. Có chúng sanh thiện tâm mềm mại, có chúng sanh trực tâm nhu hòa. Những chúng sanh như vậy có thể được độ thoát, nhưng nếu họ chẳng nghe được chánh pháp thì vẫn có thể bị đọa vào ba đường dữ. Ví như trong ao sen, có hoa đã ló lên khỏi mặt nước, có hoa còn ở dưới nước, nhưng nếu chẳng có ánh sáng mặt trời thì các hoa sen ấy chẳng sao nở ra được. Phật như ánh sáng mặt trời, cúi xin Phật thương xót chúng sanh vì họ thuyết pháp. Y theo hạnh nguyện của chính mình cũng như của chư Phật trong quá khứ, Phật đã nhận lời thỉnh nguyện của chư thiên mà chuyển Pháp Luân Dương và thuyết kệ rằng: khai mở đạo cam lộ, gieo niềm tin hoan hỷ, cõi diêm phù chuyển pháp, an lạc cả muôn loài. Trong bài kệ trên đây, Phật chỉ nói riêng về những người có tính tâm thanh tịnh, hoan hỷ vào trong biển Phật Pháp, mà không nói đến những hạng người khác. Trên đây, Phật mật ý nói: Phật Pháp thầm thâm di diệu, hành giả trước hết phải tự trang bị cho mình một lòng tin vững chắc mới có thể vào được. Dù có đa văn,
dù tinh cần hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, vân vân. Nhưng nếu hành giả chưa có đầy đủ tính lực thì cũng khó có thể vào được. Như bài kệ thuyết: người thế gian tâm đồng, chẳng khéo tu nhân phước, đắm chấp quả phước báo, cầu báo chẳng cầu diệt, lại do nghe tà pháp, tâm chấp quá sâu dày, pháp tà rất thầm thâm, chẳng tin sao hiểu được. Hai chữ như vậy mang ý nghĩa: người trực tín mới có thể nghe pháp, nếu chẳng có tín lực thanh tịnh thì chẳng sao có thể hiểu được lời Phật dạy. Như bài kệ thuyết: cầu nghe pháp như khát cầu uống, nhất tâm tìm hiểu nghĩa lời kinh, tinh tấn nghe với tâm quan hỷ, người như vậy nên vì họ thuyết. Hai chữ như vậy còn mang ý nghĩa: người nghe Phật pháp được nhiều lợi ích ở đời này và cả đời sau, lợi ích được quả niết bàn an lạc cùng các lợi ích khác đều căn bản nơi tính căn. Vì có tính căn mới sanh tính lực mở đường dẫn vào đạo. Lại nữa, hết thảy hàng xuất gia ngoại đạo đều tự cho pháp của mình là đệ nhất thanh tịnh, nên quỷ bán pháp của người khác. Bởi vậy, ở hiện đời khởi đấu tranh, khiến đời sau phải đọa địa ngục, thọ vô lượng khổ đau. Như bài kệ thuyết: người say đắm pháp mình, quỷ bán pháp của người, dù giữ gìn giới hành, chẳng thoát khổ địa ngục. Phật pháp xả ly ái chấp cùng các kiến chấp khác, đoạn trừ hết các kiết sử, chẳng có tham sân si, chẳng có kiêu mạn. Bởi vậy nên bậc chân tu chẳng thấy có gì để đắm trước cả. Trong kinh Phật có dạy: pháp của ta ví như chiếc thuyền để đưa người qua sông. Khi đã qua được bờ bên kia rồi thì chẳng cần thuyền làm gì nữa. Cũng như vậy, khi hành giả đã qua đến bờ giác rồi thì thiện pháp cũng xả, hà huống là phi pháp. Bước đầu vào Phật pháp là như vậy, hành giả phải như vậy, y chỉ nơi lời dạy của Đức Thế Tôn: đệ tử của ta chẳng có ái pháp, chẳng có nhiễm pháp, chẳng bị pháp trói buộc, chẳng khởi hí luận, chẳng khởi đấu tranh, mà chỉ mong được lìa khổ, được giải thoát. Trong kinh có nêu trường hợp Ba Kiền Đề dùng kệ bạch Phật: quyết định chấp các pháp, nảy sanh nhiều vọng tưởng, nhưng bỏ trong lẫn ngoài, làm sao vào được đạo? Phật dùng kệ đáp lại rằng: chẳng phải do thấy nghe, chẳng phải do trì giới, chẳng phải chẳng thấy nghe, chẳng phải chẳng trì giới. Xả sạch các luận ấy, xả luôn ngã, ngã sở, chẳng chấp đắm tướng pháp, mới rõ thông đạo mộc. Ma Kiền Đề dùng kệ hỏi Phật: nếu chẳng phải thấy nghe, cũng chẳng cho trì giới, chẳng phải chẳng thấy nghe, chẳng phải chẳng trì giới, như tâm con quán sát, pháp câm được đạo sao? Phật lại dùng kệ đáp: người y theo tà kiến, trói mình trong si đạo, chẳng nhận ra vọng tưởng, mới nói trì pháp câm. Lại nữa, người thế gian thường nghĩ pháp của mình là chân thật, pháp của người là vọng ngữ, pháp của mình là bậc nhất, pháp của người là hạ tiện. Bao nhiêu luận nghị tương tự như vậy là đầu mối của đấu tranh. Hai chữ như vậy mang ý nghĩa: Phật pháp vốn là vô tránh, chẳng phải là mầm mống của đấu tranh. Khi nghe người khác nói pháp của họ, phải nghĩ rằng họ nói pháp như vậy chẳng có lỗi gì, vì họ nghĩ như vậy. Nói tóm lại, kinh mở đầu bằng hai chữ như vậy là như vậy.
Hỏi: Trong Phật Pháp nói tất cả đều không, tất cả đều vô ngã. Như vậy vì sao kinh Phật lại bắt đầu bằng câu "như vậy tôi nghe, một thời, vân vân"? Đáp: Các vị đại đệ tử của Phật tuy biết rõ hết thảy các pháp đều vô ngã, nhưng phải tùy thuận thế gian mà nói đến ngã. Thế nhưng ngã nơi đây chẳng phải là chân ngã, dĩ như đem tiền vàng đổi lấy thành tiền đồng, chẳng ai chê cười cả. Vì sao? Vì pháp trao đổi qua lại là như vậy đó. Như trong kinh Thiên Vấn có bài kệ thuyết rằng: A-la-hán tỷ kheo đã dứt trừ lậu hoặc, ở nơi tối hậu thân tự sinh ta được chăng? Phật dùng kệ đáp: A-la-hán tỷ kheo đã dứt trừ lậu hoặc, ở nơi tối hậu thân có thể tự sinh ta. Trong Pháp giới, khi nói đến ngã, chẳng nên hiểu theo đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì đối với các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã mà phải tùy thuận thế tục nói là có ngã, thì cũng chẳng có lỗi gì cả. Ngôn ngữ thế gian dựa trên ba pháp căn bản, đó là: thứ nhất, tà kiến; thứ hai, kiêu mạn; thứ ba, danh tự. Tà kiến và kiêu mạn là hai pháp bất tịnh, chỉ có danh tự là pháp tịnh mà thôi. Phàm phu có đầy đủ cả ba pháp ấy, còn người học đạo chỉ nên dùng danh tự mà thôi. Có như vậy mới chẳng trái với thật pháp mà còn tùy thuận thế gian pháp, lại có thể phá được tà kiến mà chẳng gây ra sự tranh cãi. Bởi vậy nên hàng đệ tử của Phật vẫn có thể tùy thuận thế gian thuyết có ngã mà chẳng có lỗi lầm gì cả. Lại nữa, nếu có người hỏi vì sao ở nơi thật tướng là vô ngã mà phải dẫn nhập kinh bằng câu "như vậy tôi nghe", thì phải nên biết rằng người nêu câu hỏi trên đây đã chấp pháp vô ngã. Nên biết rằng đã là đệ tử của Phật thì ở nơi thật tướng của các pháp cũng chẳng nên chấp đắm, hà huống là nơi pháp vô ngã. Như trong luận Trung Quán có bài kệ thuyết về vấn đề này như sau: Nếu có pháp chẳng không, tức phải có pháp không. Chẳng không còn chẳng có, huống nữa có pháp không. Phàm phu thấy chẳng không, nhưng lại cũng thấy không. Nếu thấy mà chẳng thấy, mới thật là niết bàn. Thông suốt lý không hai, phá trừ được tà kiến, thành xứ của chư Phật hiển bày pháp vô ngã. Hỏi: Trong kinh nói "tôi nghe", nghĩa chữ "tôi" đã giảng rồi, còn nghĩa chữ "nghe" ra sao? Phải nghe như thế nào? Dùng nhĩ căn để nghe, dùng nhĩ thức để nghe, hoặc dùng ý thức để nghe? Nếu nói dùng nhĩ căn thì nhĩ căn chẳng có tánh biết, làm sao có thể nghe được. Nếu nói dùng ý thức thì ý thức chỉ nhận biết sao đâm thức ngoài, làm sao có thể nghe được. Ý thức chẳng có thể nhận biết ngay ở hiện tại, mà chỉ nhận biết các trần cảnh từ năm thức ngoài chuyển đến. Nếu ý thức nhận biết ngay ở hiện tại thì người mù có thể thấy được sắc, người điếc có thể nghe được âm thanh. Vì sao? Vì ý thức chẳng phải mù, cũng chẳng phải điếc vậy. Đáp: Chẳng phải nhĩ căn nghe tiếng, cũng chẳng phải nhĩ thức, chẳng phải ý thức có thể đơn độc làm được công việc này. Phải hội đủ các duyên hòa hợp mới nghe được tiếng, chẳng phải do một pháp riêng rẽ mà có thể làm được. Vì sao? Vì nhĩ căn là vô giác, chẳng có tánh biết, nên chẳng có thể nghe được. Nhĩ thức là vô sắc, vô đối, vô xứ, nên cũng chẳng có thể nghe được. Nếu không có căn, không có tánh biết, thì chẳng có đủ các duyên hòa hợp để có thể nghe tiếng được. Nhĩ căn phải ở tình trạng tốt
mới nhận được âm thanh từ ngoài chuyển đến. Kế đó, ý thức liền hòa hợp với nhĩ thức khởi phân biệt. Như vậy, phải hội đủ các duyên gồm căn, nhĩ căn, trần, thanh trần và thức, nhĩ thức cùng với ý thức hòa hợp mới hình thành được sự nghe. Bởi vậy nên trong kinh có nêu rõ, chẳng có một pháp riêng rẽ nào mà có khả năng tạo tác, có thể thấy, nghe hay biết được. Như bài kệ thuyết: tạo nghiệp ắt thọ quả, người chẳng tạo nghiệp quả là đệ nhất thầm thâm. Pháp Phật thuyết như vậy, tuy không mà chẳng dứt, tương tục mà chẳng thường, tội phước cũng chẳng mất. Pháp Phật thuyết như vậy. Hỏi: trong Phật pháp có nói rõ các pháp là vô lượng vô biên, như vậy thì chẳng lệ thuộc vào không gian và thời gian, cũng chẳng nhiếp vào ấm giới nhập, nay vì sao lại nói đến một thời? Đáp: đây là tùy theo thế tục mà nói một thời, như vậy cũng chẳng có lỗi gì cả. Dĩ như có người lấy gỗ, lấy đất vân vân làm thành tượng Phật, tượng các vị trời vân vân, rồi chiêm ngưỡng lễ bái trước các pho tượng ấy. Sự lễ bái chiêm ngưỡng cúng dường như vậy cũng chẳng có lỗi gì cả. Tùy pháp thế gian mà nói một thời vậy thôi, nhưng sự thật thì chẳng có một thời nhất định nào cả. Hỏi: Phật thuyết một bậc giác ngộ xuất thế, nhiều người được an vui, như vậy là Phật đã có nói đến một thời điểm của sự xuất thế rồi vậy, sao nói chẳng có một thời nào nhất định cả? Đáp: Phật thuyết kệ: ta hành đạo chẳng theo thầy học, một mình ta chẳng có bạn bè, chỉ một hành chứng thành đạo quả, quát nhiên ta thấu suốt đạo màu. Theo bài kệ trên, Phật đã nhắc lại nhiều lần chữ một. Như vậy, một tất nhiên phải là một pháp. Đã là một pháp thì pháp đó cũng phải do duyên hòa hợp mới có được. Ví như nói một vật, một tâm sanh, vân vân, thì dù nói một với vật hay nói một với tâm, vân vân, là cùng hay là khác cũng đều có lỗi cả. Hỏi: nếu nói một thì có lỗi làm gì? Đáp: khi ta nói một bình là có đầy đủ ý nghĩa để chỉ một vật mang tên bình. Ở đây một và bình chẳng phải cùng, một chẳng phải là bình, cũng như bình chẳng phải là một. Nếu một là bình thì một cũng có thể là chén, là dĩa, là bàn, là ghế, vân vân. Ngược lại, nếu bình là một thì chẳng có thể phân biệt một bình với nhiều bình được. Lại nữa, một và bình cũng chẳng khác. Nếu một và bình riêng khác thì một chẳng dính dáng gì đến bình, cũng như bình chẳng dính dáng gì đến một cả. Thật vậy, một và bình chẳng phải cùng, cũng chẳng phải khác. Vì sao? Một và bình hòa hợp với nhau thành một bình mới có đầy đủ ý nghĩa. Lại nữa, một chỉ là số pháp, các số tự nhiên khởi đầu bằng số một, đây chỉ là quy ước thế gian. Cho nên một là bất khả đắc, dẫn đến các số nhiều kế tiếp cùng đều là bất khả đắc cả. Phật pháp tùy thuận thế gian pháp mà nói một người, một tâm, một thời, vân vân. Nói như vậy chẳng có lỗi lầm, cũng chẳng rơi về tà kiến. Bởi nhân duyên vậy nên một thời chẳng lệ thuộc vào thời gian và không gian, chẳng nhiếp vào ấm giới nhập. Hỏi: thời được dịch nghĩa từ hai từ khác nhau bên Thiên Trúc, đó là Kala và Tamaya. Vì sao chẳng nói thời theo nghĩa Kala mà chỉ nói theo nghĩa Tamaya? Đáp: do muốn trừ tà kiến nên Đức Phật dùng từ Tamaya mà không dùng từ Kala. Có người cho rằng hết thảy các sự vật trong trời đất, hết thảy các niềm tốt xấu vân vân đều lấy thời làm gốc. Như bài kệ thuyết:
Thời đến, chúng sanh thành thục. Thời tốt, gặt hái được mùa. Thời lành, nhiều người ngộ đạo. Nên biết lấy thời làm nhân. Thế giới như bánh xe quay, thời biến như xe chuyển bánh. Đời người quay tờ bánh xe, lên xuống chẳng hề ngưng nghỉ. Lại có người nói, mọi sự vật chẳng phải do thời làm ra, mà tùy thuộc ảnh hưởng tốt hay xấu của trời đất. Mặc dù vậy, động tác của thời vẫn có, tựa như thời là bất biến thường hằng. Thời là một pháp quá vi tế, khiến người ở thế gian không thể nhận ra được. Người ta chỉ biết thời xuyên qua sự đâm chồi, nảy lọc, đơm hoa, kết trái của cỏ cây, xuyên qua sự tăng trưởng của các sinh vật. Nói chung là qua sự biến đổi không ngừng của vạn pháp trong vũ trụ. Cứ y nơi quả mà suy ra nhân, thì biết rõ thời là bất hoại, là thường còn vậy. Ví như hòn đất ở hiện tại đã là bụi trần trong quá khứ, và sẽ có thể là cái bình, cái chậu trong tương lai. Rõ ràng là theo tiến trình biến đổi của một pháp mà tướng của pháp ấy cũng biến đổi theo. Cho nên nói có thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai vậy. Kinh sách ngoại đạo cho rằng thời là một sự vật, do vậy mà họ phân biệt quá khứ, hiện tại và vị lai. Mỗi mỗi đều có thời tướng riêng biệt. Thế nhưng nếu nói rằng ba thời đều có các tướng riêng khác, thì đó chỉ là tướng của hiện tại mà thôi. Vì sao? Vì nếu ba thời đều có tướng riêng khác, thì làm sao quá khứ chuyển thành hiện tại và hiện tại chuyển thành vị lai? Hỏi: vì sao trước đây nói chẳng lệ thuộc vào thời gian, mà nay lại nói có thời hiện tại? Đáp: quá khứ đã qua, vị lai chưa đến. Tướng quá khứ đã mất, tướng vị lai chưa hiện. Như vậy, tướng hiện tại từ đâu mà được hình thành? Trên đây nói đến tướng hiện tại chỉ nhằm để phá trừ sự lầm chấp về ba thời tướng mà thôi. Thật ra tướng hiện tại cũng chỉ là giả lập, cũng là bất khả đắc. Vì muốn trừ tà kiến, nên Phật nói thời theo nghĩa Tamaya, là nói do ấm, giới, nhập, sanh diệt mà giả danh có thời. Thật ra thời là vô phân biệt, chẳng có ly hợp, chẳng có đồng khác, chẳng có ngắn dài, vân vân. Tất cả các danh từ đó đều do tâm thế gian chấp đắm mà có vậy. Thật tướng của pháp chẳng có tùy thuận theo không gian và thời gian. Phật nói một thời nhằm phá trừ mọi sự chấp trước của thế gian, bị ràng buộc trong khuôn khổ của danh từ cũng như của ngôn ngữ vậy. Hỏi: nếu nói thời là vô phân biệt, thì vì sao trong luật có đề cập đến trường hợp phi thời thực giới? Đáp: trước đã nói do tùy thuận danh từ thế gian mà lập ra có thời. Thế nhưng nói như vậy chẳng phải là thật pháp, như vậy chẳng nên nàng hỏi nữa. Lại nữa, người thế gian cho các giới pháp trong bộ luật tỳ ni là thật pháp, nhưng các giới pháp này chẳng phải là đệ nhất thật tướng pháp. Vì sao? Vì pháp tướng là vô ngã, là bất khả đắc. Nên biết, do muốn răn dạy chúng tăng phạm giới luật, muốn cho chúng sanh hộ trì Phật pháp, muốn cho Phật pháp được trụ thế lâu dài, mà Phật quyết định kiết giới cho hàng đệ tử, như vậy chẳng nên nạn hỏi nữa. Hỏi: trong các trường hợp phi thời thực, thời dược, thời y, vân vân, vì sao Phật không nói thời theo nghĩa Tamaya mà lại nói theo nghĩa Kala? Đáp: trong tất cả các từ ghép nêu trên đây đều được trích dẫn trong bộ luật tỳ ni. Ở đây thời được dịch theo nghĩa Kala. Bộ luật này chỉ cho lưu hành trong nội bộ chúng tỳ kheo. Phật không muốn cho hàng bạch y và hàng ngoại đạo nghe những điều luật này, vì sợ họ nghe như vậy sẽ sanh tà kiến. Trái lại, các bộ kinh nên được phổ biến rộng rãi cho mọi giới được nghe. Bởi vậy
nên trong các kinh Phật chỉ nói thời theo nghĩa Tamaya. Vì sao? Vì theo nghĩa Tamaya thì thời chỉ là giả danh, khiến người nghe không khởi sanh tà kiến. Bởi nhân duyên vậy nên trong các kinh Phật thường nói thời theo nghĩa Tamaya, ít khi nói theo nghĩa Kala. Như vậy chẳng nên nạn hỏi nữa. Hết quyển 1.